Tỉnh Hòa Bình là một trong những địa bàn được dự án nghiên cứu tối ưu năng suất và lợi nhuận rừng trồng keo và bạch đàn tại Indonesia và Việt Nam do Trung tâm Nghiên cứu Nông nghiệp Quốc tế Australia tài trợ, lựa chọn thực hiện. Trong quá trình triển khai, Viện Nghiên cứu Lâm sinh cùng với chuyên gia của Tổ chức Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Khối Thịnh vượng Chung của Úc tổ chức các cuộc hội thảo quy mô nhỏ với những nông dân trồng rừng keo trong vùng dự án để tìm hiểu những hạn chế của họ trong áp dụng kỹ thuật lâm sinh trong quản lý rừng. Từ đó, dự án tổ chức tập huấn chuyển giao kỹ thuật và đánh giá tác động của tập huấn tới thay đổi hành vi và kiến thức trồng và quản lý rừng trồng keo của nông dân trong vùng dự án, qua đó xác định được các biện pháp kỹ thuật và cách thức chuyển giao phù hợp nhất. Yes, thank you, Dr. Chiu. The project aims to work with smallholders who make a very important contribution to wood production in Vietnam. And what we would like to do is to help them to increase their productivity, to increase the profitability of what they do, and to try and do this by helping them to increase the value of the wood they produce, particularly saw logs and veneer. Yes, well, that is an interesting question, and this is different from many training workshops that we undertake in forestry, because we recognize that smallholder farmers are already using their own approaches to the silviculture of their trees, and because of that we want to give them the opportunity to talk about what they do. So the workshops are interactive. The growers are able to talk about their practices. At the same time, they're able to discuss the best practices which we think they should be doing, and they get the opportunity to say how they can best adapt them to their current practices. The other different thing about these workshops is that we recognize that there can be gender differences in the approaches that male and female farmers take to undertaking their silviculture, and we're recognizing that by understanding just where the differences are in the way that male and female farmers may adapt the new practices. Quá trình triển khai tập huấn, dự án đã tập trung vào các vấn đề chính liên quan đến trồng và quản lý rừng trồng keo để tiến hành tập huấn cho người dân, gồm lựa chọn cây giống, chuẩn bị đất trồng rừng, sử dụng phân bón hợp lý, trồng rừng, tỉa đầu cành, tỉa cành nhỏ và tỉa thưa. 1. Chọn cây giống trồng rừng. Một trong những khâu quan trọng nhất trong trồng rừng keo là chọn cây giống tốt. Giống tốt thì cây sẽ sinh trưởng nhanh và cho năng suất gỗ cao, chất lượng gỗ tốt và khả năng chống chịu sâu bệnh tốt. Cây đủ tiêu chuẩn đem trồng sẽ nhanh chóng phục hồi sau khi trồng, có tỷ lệ sống cao hơn do khả năng chống chịu điều kiện bất lợi và kháng bệnh tốt hơn. Vườn ươm. Nên mua cây giống từ các vườn ươm được cấp giấy phép sản xuất cây giống. Cần đảm bảo mua được cây giống được sản xuất từ nguồn giống có xuất xứ rõ ràng. Ví dụ dòng keo lai BV10, BV16, BV32 và được công nhận. Chọn loài cây để trồng rừng. Đối với miền Bắc, các loại keo thích hợp nhất là keo tai tượng và keo lai. Do keo lá chảm chịu lạnh kém hơn nên ít thích hợp trồng ở miền Bắc. Các tỉnh miền Trung và miền Nam có thể trồng được cả ba loài keo trên. Cây giống keo lai thường được nhân giống bằng phương pháp dâm hom hoặc nuôi cấy mô tế bào. Cây giống keo tai tượng được sản xuất bằng hạt. Cây giống keo lá chảm có thể nhân giống bằng cả dâm hom, nuôi cấy mô và hạt. Chọn cây giống. Cây giống cần được sản xuất từ cây mẹ đã được cải thiện giống. Cây giống khỏe mạnh có chiều cao từ 20 đến 40 cm, có hệ rễ phát triển tốt, không có dấu hiệu sâu bệnh, lá xanh tươi. 2. Kỹ thuật chuẩn bị đất trồng rừng. Đốt thực bì và vật liệu sau khai thác thường được áp dụng khi chuẩn bị đất trồng rừng. Tuy nhiên, đốt thực bì và vật liệu sau khai thác sẽ làm mất các nguyên tố dinh dưỡng như đạm, nitơ thông qua bay hơi, lân, phốt pho, kali và canxi thông qua xói mòn và rửa trôi. Vật liệu sau khai thác, đặc biệt lá cây, vỏ và cành chứa nhiều nguyên tố dinh dưỡng có thể hoàn trả cho đất sau khi phân hủy,
góp phần nâng cao độ phì đất. Cày đất làm phá vỡ lớp đất mặn, tăng nguy cơ mất dinh dưỡng qua xói mòn. Vì vậy, không nên áp dụng ở nơi đất dốc. Chuẩn bị đất. Vật liệu sau khai thác, lá, vỏ và cành cần rải đều trên diện tích đất hoặc thành băng theo đường đồng mức. Hạn chế tối đa việc đốt hoặc lấy vật liệu sau khai thác ra khỏi rừng. Nên xử lý đất cục bộ, cuốc khố kích thước 30 x 30 x 30cm. Hạn chế việc cày xới bề mặt đất, tránh xói mòn, rửa trôi, nhất là nơi đất dốc. 3. Phương pháp bón lót phân trong trồng rừng. Phân bón có tác động tích cực đến sinh trưởng và phát triển của cây rừng, tăng năng suất và chất lượng rừng trồng keo. Hầu hết đất trồng rừng hiện nay ở Việt Nam thiếu lân, dễ tiêu trong đất, do vậy làm ảnh hưởng đến năng suất của rừng trồng. Keo là loài cây có khả năng cố định đạm nên tự cung cấp đạm được, vì vậy chủ yếu keo cần phân lân. Do vậy, việc bón lót phân lân rất cần thiết khi trồng rừng keo. Quy trình bón, liều lượng bón và kỹ thuật bón không đúng sẽ làm giảm tác dụng của phân bón đối với cây trồng. Nguyên tố phốt pho, thành phần chính của phân lân, có thể làm tăng sức khỏe và sinh trưởng của keo ở giai đoạn mới trồng. Nhưng lân rất dễ bị cố định trong đất nên cây không hấp thụ được. Vì vậy nên bổ sung dưới dạng phân bón dễ tiêu và không nên rải đều trên mặt đất. Tuy nhiên, bón phân lân với liều lượng cao có thể làm cây phát triển cành nhánh lớn, do vậy cần chú ý tỉa cành. Kỹ thuật bón lót, loại phân bón và liều lượng bón. Do keo cần phân lân nên có thể bón các loại phân. Phân Superlân có hàm lượng P205 là 16,5%, tương đương 7,2% phốt pho. Phân NPK có tỷ lệ phốt pho cao như NPK 5, 10, 3. Lượng phân bón cho cây phụ thuộc vào đất tốt hay xấu và biện pháp lâm sinh áp dụng. Nó dao động từ 150 đến 300 kg Superlân 1 hecta hoặc 230 đến 460 kg phân NPK 5, 10, 3 trên 1 hecta. Chia đều cho số lượng hố theo mật độ trồng rừng. Kỹ thuật bón. Thời gian đào hố trước khi trồng 2 tuần. Cuốc hố kích thước 30 x 30 x 30cm. Chú ý phần đất mặt để riêng một bên và đất dưới hố để sang một bên. Bón lót, phân và trộn đều với đất mặt lấp dày 10cm dưới đáy hố. Lấp đất dày hố bằng phần đất còn lại và trồng cây sau từ 7 đến 10 ngày. 4. Kỹ thuật trồng rừng. Khoảng cách giữa cây và hàng được xác định trên cơ sở mục đích kinh doanh là gỗ sam hay gỗ sẻ có áp dụng tỉa thưa hay không. Gỗ sam thường khai thác khi cây nhỏ hơn gỗ sẻ nên có thể trồng mật độ cao hơn. Các loại keo trồng ở vùng nhiệt đới thường sinh trưởng nhanh nên cạnh tranh dinh dưỡng bắt đầu khi cây 2 tuổi. Luân kỷ khai thác cho gỗ sam thường 6 đến 7 năm, rừng trồng gỗ sẻ thì luân kỷ khai thác dài hơn và từ 8 đến 10 năm. Luân kỷ khai thác ở miền Bắc thường dài hơn 1 đến 2 năm so với miền Trung và miền Nam. Luân kỷ khai thác của keo tai tượng và keo lá tràm thường dài hơn so với keo lai. Kỹ thuật trồng. Tiến hành trồng rừng vào đầu mùa mưa là tốt nhất khi đất đủ ẩm, chọn những ngày có mưa nhỏ hoặc râm mát. Kỹ thuật trồng. Dùng tay moi đất giữa hố trồng, hố đủ độ sâu cần thiết. Độ sâu cần thiết là độ sâu đặt vừa bầu đất của cây con, lấp đất và nhấn chặt quanh gốc cao hơn cổ rễ 5cm giúp cây đứng thẳng. Chú ý, trước khi đặt bầu vào hố cần bóc vỏ bầu, tránh không làm vỡ bầu. Kiểm tra rừng trồng sau 1 đến 2 tháng, nếu tỷ lệ sống thấp hơn 90% thì trồng rậm cây đã chết, vun gốc giúp cây đứng thẳng cho những cây bị ngả nghiêng. Cự ly trồng. Nên trồng keo với cự ly giữa các hàng và cây là 2,5 hoặc 3 mét. Với cự ly này sẽ thuận lợi cho các hoạt động lâm sinh như làm cỏ và tỉa cành. Nếu trồng với cự ly dày, cây sẽ có đường kính nhỏ. Không nên trồng keo với mật độ nhỏ hơn 1.000 cây một hecta, vì mật độ thưa cây sẽ không có dáng đẹp. Đối với rừng trồng gỗ sẻ, nếu trồng mật độ dày thì cần phải tỉa thưa. 5. Kỹ thuật tỉa đầu cành và thân phụ. Keo thường có tốc độ sinh trưởng nhanh, nếu không tác động thì nhiều cây sẽ có đa thân và cành lớn, do đó cần được tỉa, chỉ giữ lại một thân chính khi cây được 4 đến 6 tháng tuổi. Biện pháp kỹ thuật lâm sinh áp dụng cho việc tạo sáng nhằm loại bỏ các thân phụ và cành lớn là yêu cầu cần thiết trong trồng rừng gỗ sẻ. Tỉa đầu cành là loại bỏ một phần độ dài của thân phụ và cành lớn,
lợi ích của việc cắt đầu cành đó là loại bỏ các thân phụ và cành lớn nhưng vẫn giữ lại diện tích lá cần thiết để cây quang hợp và sinh trưởng. Biện pháp này sẽ không cắt thân phụ và cành lớn sát với thân chính nên nguy cơ giảm xâm nhập của nấm bệnh. Thời điểm và kỹ thuật tỉa đầu cành. Yêu cầu áp dụng 3 lần cắt đầu cành để tạo ra cây đơn thân và thẳng đến độ cao 4,5m, nên tỉa những cây khi chiều cao vút ngọn của chúng là 1 đến 1,5m. Chọn lựa và giữ lại thân chính. Thân chính là thân có chiều cao và đường kính lớn nhất và mọc theo chiều thẳng đứng. Cắt đi 50% chiều dài thân phụ hay cành lớn có khả năng cạnh tranh với thân chính. 2,5 đến 3m và 4,5 đến 5m sau 6 đến 8 tháng trồng. Chọn và giữ lại thân chính theo nguyên tắc trên. Chọn các cành lớn có đường kính trên 3cm để cắt. Cắt bỏ 50% chiều dài các thân phụ và cành lớn. Ở lần cắt lần thứ 3, khi cây cao, cần dùng thang gấp, không dựa thang vào thân cây và làm tổn thương, dẫn tới đổ gãy cây. Lưu ý, dụng cụ cắt đầu cành phải sắc bén, tốt nhất là dùng kéo cắt cành chuyên dụng. Điều này sẽ tạo điều kiện tốt cho lành vết thương và không bị nấm hại cho tới thời điểm tỉa cành sát thân. 6. Kỹ thuật tỉa cành nhỏ. Các loại keo trồng ở vùng nhiệt đới như keo tai tượng, keo lá tràm và keo lai thường có nhiều cành, chúng tạo thành các mắt, làm giảm giá trị của gỗ xẻ và gỗ ván lạng. Tỉa cành là việc loại bỏ những cành sống trên thân cây khi cành còn nhỏ. Thân cây nếu được tỉa cành sẽ không có mắt, khuyết tật và có giá trị cao hơn. Nếu để cành lớn hoặc cành chết mới tỉa vào mùa mưa sẽ tạo điều kiện cho sự phát triển của nấm bệnh, có thể dẫn đến những khuyết tật gỗ sau này. Cành phải được tỉa vào mùa khô và khi cành còn đang sống. Kỹ thuật tỉa cành. Loại bỏ tất cả các cành đang sống lên tới độ cao phù hợp cho mỗi lần tỉa. Những cành có đường kính lớn hơn 3cm áp dụng tỉa đầu cành. Những cành có đường kính nhỏ hơn 2cm được cắt bằng kéo và những cành lớn hơn 2cm được cắt bằng cưa tay. Trước khi cắt, cần cắt ở phía dưới trước để tránh làm xước vỏ cây. Bề mặt vết cắt nên song song và sát với thân. Dụng cụ phải sắc, đảm bảo vết cắt nhẵn và tránh xước vỏ thân cây. Những nơi vỏ và gỗ cây bị tổn thương có thể là nơi xâm nhập của nấm bệnh. 7. Kỹ thuật tỉa thưa. Với mục tiêu sản xuất gỗ lớn, việc tỉa thưa giảm cạnh tranh ánh sáng và dinh dưỡng, tạo điều kiện cho cây sinh trưởng về đường kính là cần thiết. Thời điểm tỉa thưa. Đối với chu kỳ kinh doanh 8-10 năm, tỉa thưa một lần vào tuổi 3-4. Đối với chu kỳ kinh doanh lớn hơn 10 năm, tỉa 2 lần, lần 1 vào tuổi 3-4, lần 2 vào tuổi 6-7. Có thể áp dụng tỉa lần 3 vào tuổi 9-10. Trên đây là các biện pháp kỹ thuật lâm sinh áp dụng cho trồng và quản lý bền vững rừng trồng keo quy mô hộ gia đình. Tùy theo điều kiện cụ thể, mục tiêu kinh doanh để lựa chọn áp dụng các biện pháp kỹ thuật phù hợp. Việc áp dụng các biện pháp kỹ thuật lâm sinh phù hợp sẽ góp phần ổn định và nâng cao năng suất rừng, duy trì độ phì đất và nâng cao hiệu quả kinh tế cho người trồng rừng. Áp dụng các biện pháp kỹ thuật phù hợp cũng giảm tác động xấu tới môi trường sinh thái, ảnh hưởng tới sức khỏe con người. Thông qua lớp tập huấn, đa số người dân trồng keo trong vùng dự án tại tỉnh Hòa Bình đều đánh giá cao những nội dung được tập huấn. Vì qua lớp tập huấn, bà con nông dân đã học được thêm những kỹ thuật mới để áp dụng vào thực tế sản xuất của gia đình và tuyên truyền cho nhiều người dân khác cùng làm theo. Để hôm nay được thôn bản xóm cho đi tập huấn lớp bồi dưỡng về kiến thức trồng rừng, thì qua quan điểm thấy lớp tập huấn kỳ này rất là quan trọng đối với nông nghiệp nông thôn chúng tôi. Cái thứ hai là chỗ cái chúng tôi chưa biết được, kỳ này chúng tôi đã nắm bắt được những kỹ thuật quan trọng nhất về cây giống. Cây giống thứ nhất là cái chỗ mà trồng dễ mà có cái tích lũy về phân đạm, phân lân dùng cho cây đó phát triển mạnh. Thế là kỹ thuật thứ nhất là chúng tôi vừa mới tìm hiểu được và quan trọng. Cái thứ hai là công tác là tỉa cành là rất thận trọng. Tỉa cành mang tính chất hiệu quả cho cây gỗ sau này là tỉa sát về vòng vánh cành để nó an toàn cho cây, là hai nữa là cây có sức khỏe và gỗ cây tốt, nó có hiệu quả cao. Nói chung là kỳ này được tập huấn này cũng riêng bản thân tôi thấy là nhất thích thú, bổ ích cho những người trồng rừng. Mà riêng bản thân tôi thấy là nó có nhiều cái lạ, nhiều cái mới. Rồi cũng phải tiếp thu và ghi nhận những cái lời mà thầy đã hướng dẫn, thì hoàn toàn chúng tôi sẽ hưởng ứng theo cái lời tập huấn này. Lớp chuyển giao kỹ thuật của hôm nay là tôi nhận thấy là quan trọng nhất là về cái khâu
xử lý chuẩn bị đất để cho trồng cây keo xuống. Trước đây thì bà con là toàn khi khai thác xong là bắt đầu đốt dọn vườn, nhưng mà bây giờ kỹ thuật được chuyển giao cho chúng tôi là không nên đốt, nó sẽ ảnh hưởng đến môi trường và sẽ làm khô đất, sẽ để xác cây xuống để cho nó tự phân hủy dần, hoai mục dần để cho cây khi rồng xuống là sẽ hút được các chất dinh dưỡng từ từ ở trong cái đất mà cái xác cây phân hủy ra. Tiếp theo nữa là cái kỹ thuật là trồng cây keo. Nhờ chuyển giao kỹ thuật là chúng tôi đã tiếp thu được rất là có ích, đó là đào hố khoảng cách nhân lên là sâu 30, rộng 30 và dài cũng 30. Thì trước khi cho cây keo xuống thì phải ủ phân trước độ tầm chục hôm thì bắt đầu mới cho trồng cây. Sau khi được tập huấn của lớp học kỹ thuật lần này thì chắc chắn tôi về tôi sẽ chuyển giao kỹ thuật cho những người thân trong gia đình và cũng như bạn bè làng xóm, là sẽ học theo cái kỹ thuật của lớp đã được học và các anh kỹ thuật viên đã chuyển giao cho chúng tôi nắm được. Bởi vì những cái chuyển giao kỹ thuật lần này đó là rất là tốt cho chúng tôi là những người trực tiếp là trồng cây gây rừng ở địa phương và nhằm đem lại cái hiệu quả tốt hơn cho rừng trồng và cái thu nhập kinh tế cho hộ gia đình ngày càng tốt hơn.